Sao đây, phát hiện được gì chưa? Tôi vẫn không nhìn thấy kỳ tích nằm ở đâu. Cứ tưởng là anh có cảm giác rồi chứ. Một cục đá, cổ thì chia thành ba ngớn, kỳ tích ở đâu làm sao tạo được cảm giác? Hình tượng này thay thế cho tấm lòng khoan hồng của mọi người trên đời. Với khuôn mặt không được nguyên vẹn là để biểu đạt sự khiếm khuyết của nó. Hiểu chưa? Quá phức tạp, không hiểu. Môn nghệ thuật không phải ai cũng hiểu được đâu. Vì nó quyền bí. Phải rồi, anh tìm tôi có chuyện gì? Tới đây mà cô đi dùng cơm để tỏ lòng cảm ơn. Cảm ơn tôi. Lời nói hôm trước của cô đã đem đến cho tôi một cảm giác rất dễ chịu. Tôi đã nói gì mà anh cho là có cảm giác? Còn nhớ hay quên không thành vấn đề, quan trọng là có cảm giác. Ok. Gigi. Chết rồi. Chào. Chào Kevin. Hân hạnh được biết anh. Hân hạnh được biết anh. Sao, rảnh không? Xin lỗi, đây là bạn trai của tôi. Hay về đi, nếu mà tôi dùng cơm sẽ mời bạn tôi luôn. Ok, vậy hả, để khi khác đi. Bye. Ghê thật sao, lại mượn tôi bắt cầu. Cho tôi xin lỗi. Muốn giả hình tượng đá à? Anh có biết Thượng Đế vừa mới sáng tạo ra một người đàn bà nhỏ nhắn dễ thương hay không? Được rồi, đủ rồi. Nơi công cộng đừng làm mẫu hình tượng đá nữa. Xin mời cô. Thấy ghét. Coi bạn này nghe. Hi. 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 Chào Kevin. Sao lâu quá không thấy anh tới chơi vậy? À phải, cô uống gì? Làm ơn cho tôi ly bia. Hai ly. Có ngay. Anh đến đây thường lắm hả? Ừ, mời cô tới quán bia ngồi chơi thì cô lại nghi ngờ tôi thường tới đây ha. Quán này cũng đẹp. Không thì làm sao tôi dám mời cô tới đây chứ. Cảm ơn. Lúc tôi du học ở bên Pháp, ngồi quán bar còn nhiều hơn đi học nữa. Tôi nghĩ đi du học thật là sung sướng, vừa thích thú lại không bị gây sức ép. Anh cho đi học là một sức ép hay sao? Riêng tôi thì không. Không phải vậy đâu. Thời gian theo học ở bên Mỹ, chính tôi cũng không muốn. Ba tôi ép tôi phải học lấy bằng kế toán để sau này giúp công việc cho ổng. Nguyện vọng của tôi là thích làm cảnh sát. Cảnh sát luôn luôn có một khẩu súng ở trong người, nhưng không phải cảnh sát gác đường đâu nghe. Như bây giờ cũng được, đội bảo vệ dân chứng. Nhưng ba tôi lại không thích tôi làm cảnh sát. Cô biết không? Người luôn có một thắc mắc. Trong đời của mỗi người, ai cũng muốn làm được tâm nguyện của mình. Nếu không làm được thì tâm nguyện suốt đời cũng như một cái gai đâm vào trong tim. Đúng vậy, mỗi người đều có những ý thức riêng của mình mà. Yes. Uống đi. À, ý nguyện của cô là gì? Tôi muốn sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật được mọi người yêu thích và khen đẹp. Nếu như không được thì mình cũng vừa ý. Chuyện đó thì dễ thôi. Sau khi cô đắn đo thành hình rồi thì cô ngắm nhìn. Đẹp vậy là được. Nhưng trước mắt thì chưa có một tác phẩm nào mà tôi vừa ý. Chưa hẳn đâu. Hi, Kevin. Ủa, bạn gái mới à? Giới thiệu cho tụi mình làm quen đi. À, phải rồi. À, tôi xin giới thiệu Shishi, Maggie, Lisa. Hello. Kevin à, bọn mình đi hát karaoke, sẵn đi chung nha. À, thôi cảm ơn, tôi không biết hát. Tôi đang bận tiếp cô bạn. À, hai cô đi đi. Ghét anh ghê, lần nào cũng thất hứa. Shishi à, hay là tụi mình đi chung nha. À, thôi không được. Tôi vừa mới về Hồng Kông, còn phải đi thăm bà con. Anh cứ đi chơi cho vui. Xin phép trước nha. Ờ, vậy hả? Để tôi tiễn. Khỏi, phố xá bên này tôi biết mà. Anh đi chơi cho vui. Ờ. Bye bye. Tôi sẽ gọi điện cho cô sau. Bye bye. Nhớ cẩn thận nha. Nè. Ủa sao mất người đẹp à? Bạn mới phải không? Hay là quen lâu rồi? Ba à. Má. Ê, con đó hả Quý? Thì là con nè. Sao con nói hôm nay được nghỉ phép về nhà sớm mà? Dạ, thiệt là xui cho con. Vừa mới bước lên xe bình ắc quy lại không có điện, mất hết mấy tiếng đồng hồ. Sao còn phải nhờ đến xe cẩu? Con vừa mới ghé Củ Ký mua dịch quay về nè. Đâu? Quay mặt qua đây để má nhìn coi. Dạo này đen hơn trước đó nha. Nhưng mà thấy con có vẻ mập hơn trước. Chà, lần này con có nói dối má đi làm cảnh sát hai mặt nữa hay không đây, hả? Dạ, không có đâu. Chuyện gì có con mới nói chứ má. Nhưng mà chuyện gì không có cũng phải nói cho má nghe chút chút chứ. Ủa em con đâu rồi? À, nó vừa mới chạy xuống dưới coi người ta đóng phim. Họ đồn Lê Minh đóng phim ở dưới đó. Chút nữa má cũng xuống dưới xin chữ ký. Trời, má không sợ đông người chen lớn sao? Vậy còn ba con đâu? Không biết, ông đang làm gì ở trỏng á. Sắp sửa có cơm ăn rồi. Dạ. Ba à, ba, làm gì vậy? Hả? Mới về. Làm gì vậy? Hả? À, mới nhận được thư báo nói là lô của mình sắp đổi chủ rồi. Sau khi không đổi chủ là sao? Con không biết đâu. Hiện giờ có nhiều tay tỷ phú bỏ tiền ra mua lại những cư xá xuống cấp để xây lại. Lô này cũng trên chục năm rồi. Vậy còn cách nào nữa? Đành phải tìm chỗ khác để dọn. Nói thôi. Thì nói vậy thôi. Khi người ta đã mua rồi, lúc thì người này hâm, lúc thì người kia dọa, rồi còn hung hăng, ai mà không sợ chứ.
Nhưng con của bà là cảnh sát, không việc gì mà con phải sợ hết. Có quyền có thế mà. Trời ơi, vậy mà ba cũng nói được, muốn chống lại chủ trương của nhà nước hay sao chứ. Cảnh sát Hồng Kông bây giờ biết giữ luật pháp lắm, không có chuyện phạm pháp đâu. Ba ra ngoài phụ má dọn cơm đi, con xuống dưới gọi em con lên ăn cơm ha. Thật là phiền. Chờ cả buổi cũng không thấy Lê Minh đâu mà có chuyện đó vậy. Ủa anh hai, lên nhà ăn cơm kìa. Không, để em đón Lê Minh sắp đến rồi. Này coi họ đóng phim thì em sẽ đẹp thêm, học bài sẽ mau thuộc hả? Ủa diễn viên mà quần áo đẹp nè, bộ đen mới nè. Nếu em được làm diễn viên chết 10 năm em cũng chịu luôn. Hay là làm đi tới cũng được. Em thiệt là hèn đó nghe. Con gái mà bước vào nghề này không phải để cho người ta bao thì cũng phải dân dạy nghe lời. Nói cho cùng là một ngày không đáng để, thôi lên nhà ăn cơm. Là anh nghĩ xấu thôi mà, là em thì không bao giờ có trường hợp đó. Nè anh phải biết em gái của anh lớn lên tại khu miếu đường, có sẵn biệt danh là nhỏ 13 miếu đường. Nhưng mà hiện giờ cô 11 đang ngồi ở trên lầu réo em nãy giờ kìa, anh còn phải đi mua bia nữa cho lên đi. Không, cứ để em đón Lê Minh mà. Cái gì không? Đụng chút là hầm hè. Mai Hương Cầm, chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn à, cảnh gì rồi, có được hay không vậy? Con nhỏ Mã La diễn được lắm. Thật văn nhắn là để dành cho nó, kẹt là tao còn thiếu nợ nó, cứ để cho nó tha hồ đi. Cắt. Nè anh kia, anh lại. Tạm nghỉ với đâu, chưa có dài của anh. Anh lại. Tao chưa kịp hỏi mày là ai đó. Tôi là đạo diễn của bộ phim này, bây giờ chúng tôi đang quay phim. Đóng phim thì cứ đóng, làm gì sờ mó người ta. Anh nói cái gì? Nếu mày thích á thì ghé vào phố Thượng Hải lầu 2 số 159, tao bớt cho mày 20%. Cút đi. Nè anh làm gì vậy? Bây giờ tôi đang đóng phim mà. Cô đóng cái gì đâu, người ta lợi dụng cô kìa. Cô cứ nói thẳng ra đi, tôi có nắm tay nắm chân cô không? Đừng để người khác hiểu lầm tôi chứ. Mày đừng hòng chối cãi nghe mày, chính mắt tao nhìn thấy nghe mày. Thật là phiền phức quá, thay người khác cho tôi. Đạo diễn à, tôi xin lỗi. Thôi thôi, cô sáng giá rồi, tôi sợ cô quá, về quê ăn khoai đi. Đạo diễn à, tôi réo cái gì nữa, họ bỏ đi rồi. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức, người ta mới chỉ muốn tôi đóng phim. Lần này anh làm bể chén cơm của tôi rồi. Cô bị người ta lợi dụng mà cũng không biết nữa à? Tôi là diễn viên, là diễn viên phải có đạo đức chứ. Vậy mà cô chấp nhận được, thiệt là hèn quá đi. Biết vậy tôi cứ mặc kệ cho họ quay đi quay lại. Sao anh kỳ vậy? Cứ bắt buộc tôi nhận là tôi bị người ta lợi dụng, anh mới chịu để yên à? Thôi tôi sợ cô quá, làm ơn mất quán. Nè, cô kiếm cái gì vậy? Tìm kính sát trồng đó. Một bên hay là hai bên luôn? Một bên. Tìm được rồi. Ở đâu vậy? Dưới đứa giày. Trời ơi, sao lần nào gặp anh cũng xui xẻo vậy nè. Còn đỡ hơn tôi bị sét đánh sao? Tôi cứ nghĩ sang đây để đóng phim thôi. Tại sao chuyện lại như vậy chứ? Nè, đóng phim á, với đậu xe cũng vậy thôi hả? Gì? Tức là khi cô lái xe vào bãi đậu, người ta sẽ đưa cho cô một tấm vé, nghĩa là trong đó có chỗ trống để cho cô đậu xe. Hơn nhau là ở chỗ tầng 2 hay là tầng 10 thì phải nhích từng bước một, tìm chỗ thì mới tìm ra, phải không? Anh đang nói sâu xa quá. Mới hôm qua tôi nghe trong đài nói thôi. Cái cô ở trong đài phát thanh nói đó, cô không nghe hả? Ráng tập trung nghe kịch nói nhiều một chút. Người ta chỉ nhờ giọng nói thôi thì đã hay hơn đóng phim rồi, cô hiểu không? Ráng học thêm một vài môn thì sẽ có lợi trong lúc đóng phim. Bộ tôi đóng phim dở lắm à? Không phải là dở, có ai sinh ra mà biết đóng phim bao giờ đâu. Phải có thời gian học từng bước một rồi mới có cơ hội đoạt giải ảnh hậu chứ. Nghe lời tôi đi. Hôm nay anh thiệt là tốt đó. Hôm nay tôi đã bị sét đánh lần thứ hai rồi. Thôi không nói nữa, mau đi đặt làm cái mới đi. Đi đường nhớ cẩn thận. Tôi về đó nghe. Bây giờ tôi phải về, chúng tôi nhìn đói à. Đi nghe. Anh hai. Trời, con về trễ có nửa tiếng thôi, làm gì ba má nhăn dữ vậy? Ủa, vẫn còn sớm hả? Có gan thì đi nữa đi. Còn chỗ nào đâu mà đi? Chỉ có anh biết thôi. Cái gì chứ? Mua vài lon bia mà mất một tiếng đồng hồ, thì ra làm nghỉ hiệp ở ngoài đường. Nguy hiểm gì chứ ba? Đó, lật mà coi, ở góc bên trái trang 3 kìa. Còn ý là chỉ xếp hàng xin chữ ký của diễn viên thôi. Còn thằng anh thì khá hơn nhiều. Vì con nhỏ diễn viên hạng bét mà dám vỗ ngực xưng tên. Nè, mày vào ngành điện ảnh đây bao giờ? Anh hai à, không việc gì đến em đâu.
Anh cũng biết ở miếu đường này ba má có rất nhiều người quen, bị họ bắt gặp chuyện đó không lạ đâu. Lần trước thì nói là không dính dáng tới nó, sao hôm nay lại vì nó mà gây gổ với người ta chứ? Khôn ngoan thì phải nói thật, con với nó có quan hệ gì không? Nè, nếu mà nói thì chuyện dài lắm, nói ngắn gọn, quan hệ trên cơ bản rất là phức tạp, nhưng mà thực chất không có quan hệ gì hết. Vậy nghĩa là quan hệ trên cơ bản hay là thực chất? Mày đừng hòng nói vòng vo dài dòng với ba má. Sao có chuyện nói không? Có quen lần nào chưa? Ba à, bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, không cần đòi hỏi môn đăng hộ đối. Như là hoàng tử nước Anh kìa, sao ông ta lại đi cưới cô giáo ở lớp dạy trẻ? Rồi cũng thôi nhau, để cho thiên hạ đồn ầm ĩ lên. Hay là phải lấy keo dán miệng cô lại mới chịu im đi hả? Anh hai à, em làm như vậy là để giúp cho anh thôi. Đó, anh thử nghĩ coi, nếu mai mốt chị dâu em là một tài tử, lúc đó đứng trước mặt khán giả có phải mình quay không kia chứ? Nè, nếu con nói là không có quan hệ gì với nó, vậy con có dám thề hay không? Dạ thưa ông bà Phật, trời sinh con ra là con của ông bà đẹp trai có duyên, dù là Trương Mạn Ngọc con cũng phải đắn đo cho kỹ lưỡng, huống chi là con nhỏ này. Tên nó là gì con còn chưa biết nữa, che lấp ở trang 2, ở một góc trang 3 mà diễn viên hạng bét như vậy đó. Sao mày còn bận tâm? Vì bản chất của con là cảnh sát, tính này là do di truyền của ba mà, không lẽ thấy người ta bị lợi dụng mà mình làm thinh hay sao? Sợ quá rồi. Nè, ngước đầu lên trời cao thì có trời xanh. Trần Phú Quý này đã nói là không bao giờ thích hạng người đó thì không bao giờ thích. Đủ chưa? Vô tội tại ngoại, bãi tòa. Trần Phú Quý à, Trần Phú Quý, tuy chưa biết gì là yêu, nhưng mà cũng không có cầu kỳ, giống y như là con điên ai mà thèm. Mày thưa tráng hẹp, tướng sát chồng, sống mũi thì như mấy hút bụi, xấu quắc. Nhưng mà nhìn kỹ, mắt tròn tròn cũng đẹp ha. Bỏ mấy cái xấu đi thì vẫn có chỗ đẹp. Nhưng mà không được, có cái tính điên khùng. Mà nói đến điên khùng, không ai khùng như cái thằng ngốc này, cực kỳ khùng. Tặng cho cô. Cảm ơn. Có chuyện gì không? Không lẽ có chuyện mới tặng quà được sao? Thật ra tôi cũng có chút việc, tôi muốn hỏi cô là tôi nên học môn nào cho thích hợp. Khóa tranh dầu và khóa điêu khắc, anh bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật từ bao giờ? Hứng thú mà tôi dành cho nghệ thuật thì mới bắt đầu thôi, nhưng đối với cô thì có nhiều hứng thú hơn. Nghĩa là như vậy cũng giống như là đến tennis vậy, trước hết mình phải tìm hiểu thực lực của đối phương, sau đó mới trăm trận trăm thắng. Anh thường dùng cách này để đưa đuổi bạn gái à? Không nhất thiết, phải chờ coi là ai. Anh nhắm mắt lại đi. Để làm gì? Cứ nhắm mắt lại đi mà. Hiện giờ anh đang thấy màu gì? Nhắm mắt lại thì chỉ còn là màu đen thôi. Vậy thì sao? Có lần thầy tôi nói, nghệ thuật là dựa vào cảm giác. Lúc mình nhắm mắt lại, đôi khi nhìn thấy những mảnh giấy mỏng bảy màu, cũng có khi đen như mực không thấy gì. Xin lỗi Kevin, cảm giác tôi đối với anh giống như là lúc anh nhắm mắt vậy, tôi đen như mực không thấy gì. Xin lỗi, tôi có hẹn với anh của tôi. Cảm ơn bó hoa của anh, trả cho anh nè. Tức là vậy thôi, phải không? Đúng. Không có cảm giác tức là có cảm giác, có cảm giác tức là không có cảm giác. Ông nghe có hiểu không? Và khu đế như ông làm sao mà hiểu được. Tặng trong nè. Cô Chi lên đây gặp ông chủ à? Phải. Ông chủ đang bận tiếp khách. Không sao, tôi đợi được mà. Để tôi cắm giùm cho. Dạ thưa ông, có chuyện gì? Nghĩa là sao? Nè, tôi nói cho anh biết, bên này không phải là ở Tiều Châu, chuyện gì cũng phải có luật pháp. Về việc này, tôi đã cho luật sư xử lý rồi. Mày vểnh tay nghe cho rõ, nếu tao mà không đòi được món nợ này thì mày cũng không yên đâu. Mời anh ta ra ngoài. Dạ. Nè hai anh, nhớ kẻ anh ta ra khỏi công ty, tôi không muốn gặp. Dạ. Anh hai. Ủa Gigi, em lên đây lúc nào? Sao lại làm ăn chung với những hạng người này? À, có gì đâu. Thời gian trước anh có hợp tác với một người bạn mở công ty vàng bạc đá quý ở bên Tiều Châu. Không ngờ trên mặt giấy tờ hợp đồng có gặp vài trở ngại, họ chỉ cử người sang đây để khiếu nại thôi. Tức là... Ai, chuyện là vậy. Làm ăn ở Tiều Châu á, thiệt là chín mất một còn nha. Anh định là mở thêm một thị trường ở bên đó thôi. Ai ngờ công ty cổ phần chưa mãn 6 tháng thì đã tuyên bố vỡ nợ. Họ lại cử một thằng lưu manh ấy sang đây. Còn bài đặt dựa hơi những người có chức quyền ở bên này nữa chứ. Vậy anh tính sao? Công ty thì đã đóng cửa,
Anh đã nhờ luật sư tính với họ rồi, nhưng mà điều không ngờ là người bên đó làm ăn kỳ cục quá đi, thua lỗ thì không chịu đắp vốn, cho nên mới sai cái đám du côn qua đây đòi anh phải đền lại số tiền cho họ. Hồi nãy hắn giận dữ lắm, hắn có quay lại đi không? Em yên tâm đi, về chuyện làm ăn á, anh thừa sức biết xoay sở, có gì mà anh chưa thấy đâu. Anh có tài làm ăn giỏi thôi, nhưng đối đầu với bọn du côn thì đâu có được. Nè, bên này là Hồng Kông chứ đâu phải ở Thiều Châu, mọi việc đều dựa vào pháp luật. Anh của em làm ăn có đóng thuế hẳn hoi, là một thương gia, không lẽ là sợ một thằng du côn như nó? Anh thì giỏi rồi, nhưng trí nhớ của anh phải nói là tệ lắm. Chuyện gì nữa? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay hả? Là ngày giỗ của ba mình. Nhắc khéo thiệt, anh chỉ sợ là em quên nữa thì có. Sao còn không đi? Em có vật này cho anh nè. Là gì? Hai vị thiên sứ này là bài thi lúc em bắt đầu về nghệ thuật, vừa mới gửi sang bên này đó. Tuy chúng con không được ở gần ba má, nhưng hy vọng hai pho tượng này có thể bảo vệ được cho ba má. Chắc là ba má cũng nghe. Con gái của ba má lớn khôn rồi, không phải lo lắng nữa. Em à, em có biết sau khi ba mất rồi được bao nhiêu người thân đến để tiễn ba không? Không có một người nào. Anh ơi, anh vẫn còn nhớ lúc đó anh mới được 13 tuổi, còn em mới 6 tuổi. Lúc bây giờ mình chỉ cần nói muốn thôi thì cái gì cũng có. Rồi một hôm ba về nói cho anh em mình nghe, chuyện làm ăn của ba thất bại dẫn đến phá sản, cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi. Trong đầu người ta không thể chứa nhiều việc như vậy đâu. Lúc anh không được vui đừng dồn vào để làm gì. Việc này thì anh không bao giờ quên được. Lúc bây giờ bà con họ hàng xòe tay mượn tiền của ba mình, có thấy ba hỏi là mượn bao nhiêu đâu. Mượn 10 ngàn thì đưa 20 ngàn. Nhưng mà từ hôm ba tuyên bố phá sản, bà con họ hàng của mình ra đường gặp mặt thì họ lo tránh mặt hết. Nhưng bây giờ anh vẫn bình thường mà, còn ước gì nữa. Đúng, sở dĩ anh có được như ngày hôm nay là cũng nhờ họ ban cho anh thôi. Anh nói cho em nghe, khi sự nghiệp đã đến, em nhớ phải nắm lấy cho chắc, nhất định tìm đủ mọi cách để bắt lấy nó. À, em còn đi đâu? Sẵn anh chở đi cho tiện. Thôi khỏi, đường phố bên này sạch, em muốn đi bộ cho khỏe. Em thì lúc nào cũng khác hơn người ta. Cẩn thận em. Chuyện đó sao rồi? Ông Khao đã sang bên này rồi, hiện giờ đang ở khách sạn. Em đã hẹn là sẽ gặp nhau ở phòng trà Phú Hào. Hey, cạn ly, cạn ly, anh em mình cạn đi. Trời ơi, giọng hát của ông chủ nghe hay quá. Nè, ba đứa tụi con ra ngoài đi. Dạ. Hay thiệt đó. Kìa, sao mấy em bỏ ra ngoài hết vậy hả? Không. Sao, ông chủ của em, mấy cô đào vừa rồi thích không? Gì? Sao ông Kha? Ba cô đều xinh đẹp. Ông Kha, cô thầu hết không? Là chuyện nhỏ. Cao thủ mà. Số 1. Ok. Bỏ ra nhớ học nha. Ok mà. Em nhắn với em đó vào ngay. Em đi à? Dạ. Bảo họ chờ tôi chút lát, chúng tôi có chuyện riêng để bàn. Dạ không sao, mấy anh cứ tự nhiên. Tốt, ra ngoài đi. Ông Kha, cạn ly. Rồi, uống. Cạn nha. Ông Kha, có rảnh á, cứ bay sang đây thường xuyên chơi cho biết. Nhưng chỉ tiếc là thời gian này ông chủ của tôi bận rộn. Việc hợp tác của mình chắc không có vấn đề gì chứ. Ông chủ sai tôi sang đây là để tìm hiểu thêm chi tiết. Ủa, còn vấn đề gì nữa? Rồi anh bạn sẽ biết thôi. Nếu như anh cần tôi giúp đỡ gì á, anh cứ nói thẳng chỗ anh em với nhau không? Tôi tự biết lo liệu mà. Thôi, ở đây mình cạn ly nha. Cạn ly nha. Cảm ơn bạn nha. Sao, run tay à? Nếu nhắm không nổi thì đừng có ráng.
chạy thêm vài vòng chắc cũng còn được. Xà bông. Phú Quý, thôi tụi chơi, đã dành vinh dự cho đội B. Nói toàn chuyện cái sao? Chuyện đương nhiên rồi, đêm nào mà Phú Quý không luyện cho nên bắn gì nào cũng như thế. Tiến bộ hơn trước nhiều. Còn nữa, chí người hơn trời mà. Hiệp này coi như là quê. Gì quê? Rõ ràng là tôi thắng là quê, quê gì? Hiệp sau mình thi môn gì? Để tôi chọn con môn nào. Vậy đi. Đá lọ nước ngọt à? Nè, là trò chơi con nít mà. Chê. Đây là môn vận động, đối với con nhà giàu thì không biết gì về môn này đâu. Thật là đáng tiếc. Chứ theo thể thức gì? Thay cho banh, được không? Hả? Sẵn sàng, không sợ đầu trọc đâu. Dẫn banh đi. Tôi đã nói mấy người á, lính kiển là đồ bỏ rồi mà. Tưởng là môn nào mình cũng đứng đầu hay sao? Cậu hai. Dạ thưa cậu hai. Môn đá lau nước ngọt ở khu miếu đường thì không ai học theo được đâu. Ê, đồng ý đầu trọc đá lau nước ngọt là hay rồi. Ván này coi như tôi thua. Thi môn khác đi. Sao lại coi như là thua được? Thua thì phải chịu thua. Bài cốt của hai người không biết kiếp trước có lộn không? Đừng bao giờ quên sáng mai còn một bài thi. Định tranh tài đến bao giờ đi? Sếp yên tâm đi, tụi em không ảnh hưởng tới bài vở của ngày mai đâu. Bài vở sáng mai dễ gì cản trở được tụi em. Ăn chắc. Một ngõ hẻm. Đừng cãi lời tôi, chạy mau. Ngõ hẻm an toàn hơn. Phạm sai gì sao lại bị hít đất? Là do họ phạm sai lầm. Tại sao cá đổ lại bị phạm? Phải rồi, phải rồi. Do họ phạm sai lầm. Đúng rồi, sao lại bị phạm? Vậy cái gì vậy? Kỳ công vậy? Không được. Vậy là sao? Đến giờ phút này mà mấy anh còn tính toán hay sao? Nói vậy đâu được. Chuyện phải đâu ra đó chứ. Có phạt thì cứ phạt họ đi. Sao kéo cả đám chúng tôi? Phải rồi. Phạt tập thể là do Mai Lam đề nghị. Nếu trong tổ có ai phản đối thì cứ việc làm đơn khiếu nại. Chắc kỳ vậy? Nói vậy nó tức tình phải vậy không đó? Kẻ nào làm cái đó chịu chứ. Cũng là tụi nó đi nào chịu đi. Cãi xong nhớ báo tôi biết nghe. Nào, so tuổi tác, so thời gian, tôi già dặn hơn mấy anh. Chính tôi cũng phải chấp hành mệnh lệnh mấy anh, tại sao lại than. Mấy anh vào trại bấy lâu nay có biết là mình phải học hỏi cái gì chưa?
phải hiểu nhau. Trong tổ bảo vệ nhân chứng có 3 nguyên tắc. Điều 1 là tìm hiểu, điều 2 là làm quen, điều 3 là để hiểu nhau. Trong lúc cấp trên giao nhân chứng cho mình để bảo vệ thì mình phải bảo đảm an toàn cho họ. Nếu trong tổ mà không đoàn kết, đừng nói là họ, thậm chí là mạng của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả những người trong đội đều là những đội viên tinh nhuệ. Hay là mấy anh muốn giống tôi ăn cơm no rồi chờ ngày về hưu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, chín, mười bảy, chín, mười tám, chín, một trăm. Ôi à, 101, 102, 103, 104. Anh trai nước suối này thiệt đáng giá. Chỉ có một chai thôi, tôi đã thay cô thuyết phục cả bầy. Vậy anh muốn gì? Ít ra thì cũng phải có tiếng cảm ơn chứ. Cảm ơn nha. Nè, 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 có biết câu cảm ơn nghĩa là gì không? Cảm ơn nghĩa là khao bữa cơm á. Nè bà Đông, thấy sao? Hả? Nếu như mình cứ ăn thua với nhau hoài, bài học trắc nghiệm rớt chắc. Vậy ý của anh thế nào? Nè, tôi nghĩ kỹ rồi, dù không muốn đi nữa thì cũng huề đi. Anh chịu huề rồi sao? Huề thì được thôi. Nè, mình nên thỏa thuận với nhau, bài thi sáng mai á sẽ vượt điểm cho họ coi. Nè, tôi đã bắt tay với anh hồi nào? Thì đúng, tôi cũng đâu có nói là chịu huề. Nhưng mà nếu muốn tranh tài á thì bao giờ ra khỏi trại đi rồi hãy tranh. Nếu như ở trong này mình tranh với nhau hoài thì cho cả hai bên thôi, phải không? Đầu trọc, chụp lấy. Anh thả nó ngoài. Khoan đã.
Sau thời gian 3 tháng huấn luyện nghiêm khắc, tinh thần học tập của các bạn tôi rất hài lòng. Và tôi rất vui mừng dù là đội viên cũ hay mới. Về mặt thể lực và kỹ thuật đã có tiến bộ rõ rệt. Điều đáng quý là các bạn đã tìm hiểu nhau để bảo vệ nhân chứng và luôn luôn có tinh thần đoàn kết. Tôi có vài lời cần bổ sung. Trong thời gian huấn luyện, có hai đội viên biểu hiện rất là tốt. Chính vì hai người này biểu hiện vượt chuẩn, cho nên đã làm trì trệ sự tiến bước của người khác. Tôi biết sau giờ luyện tập, hai người đã thỏa thuận với nhau đạt được hiệp ước. Tôi không cần biết hiệp ước của họ là gì, chỉ cần đôi bên hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hy vọng từ đây các đội viên hãy noi theo gương của đồng đội mình để phát huy tinh thần đoàn kết của đội bảo vệ nhân chứng. Tôi xin tuyên bố quá trình của khóa huấn luyện đã được kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ gặp nhau ở trong nhiệm vụ gian nan của mình. Giải tán. Cô Quy nó tốt lắm, đường dài cũng được mà đường ngắn cũng xong. Lần này cô không bị uổng công rồi. Con ngựa này chắc chắn là vào chuồng cô. Lần này tôi sang đây là để phụ trách huấn luyện cho họ thôi. Còn việc điều chức đội viên không phải quyền của tôi. Còn Kelvin thì đã bớt bướng như trước đây nữa rồi. Nếu để hai con chung chuồng thì ăn chắc lắm. Rồi, không bàn cái vụ này nữa, mình bàn chuyện khác. Là cái vụ Hồng Bủ Câu hôm trước, mình đã trễ một bước. Nhưng mà lần này mình đã gặp nhau trong này, không lẽ sắp tới mình sẽ có cơ hội hợp tác? Việc này cũng không phải do tôi quyết định. Cho dù do tôi quyết định, cũng không cần phải nói cho anh nghe. Dựa vào tình cảm riêng hỏi thôi. Tôi với anh không có tình cảm gì cả, chỉ có việc công thôi. Lần sau nói chuyện nhớ cẩn thận một chút. Chuyện lâu quá rồi mà còn để trong bụng. Mình làm lại từ đầu nghe. Chính vì tôi không để bụng mới tiếp tục làm bạn đồng nghiệp với anh đó. Ok. Lần nào nói chưa đầy 3 câu thì cô vội vã bỏ đi. Lần này thì phải đến phiền tôi chứ. Nè chú Dũng à, Kevin vợ tôi qua Bắc, anh có quá gian không? À không, tôi còn ghét Cửu Long. Anh bảo đồng nghiệp, nếu ghét Cửu Long thì mình cùng chỉ hướng rồi lên xe đi. Tôi không có đẩy xe đâu nha. Ra đi. Nè, sau khi không, cậu lại giảm ga. Cỡ giờ này tôi có chụp chụp. Yêu cầu cho xem giấy tờ và bằng lái. Đi ra, chú, đi ra, bộ ngoài gì hết, đi ra. Chú ạ, à, chú. Ê. Thôi thì hẹn lần sau nha. Mời ba, anh chàng đó là ai vậy? Công ty địa ốc nó đòi thu mua nhà mình đó. Thu mua? Vào nhà rồi hãy nói. Thằng Quý, con về hay quá. Cậu thanh niên hồi nãy á, lên đây đòi mua căn nhà của mình nè. Vậy anh ta có đòi tạt dầu hôi, hâm he má gì không? Chuyện đó không có đâu.
Anh ta có thả rắn, thả chuột, hâm cúp điện, cúp nước gì không vậy? Cũng không. À, bởi vậy mới có chuyện để nói. Người ta đã nói tử tế với mình, chuyện gì phải nóng giận dữ vậy ba? Có ai mà không tức? Chúng nó cứ tưởng là bù tiền khoảng 12 tháng thì có thể đủ mình đi được. Chuyện nó còn lâu, tối thiểu phải 36 tháng mới được. Thôi thì đừng có hòng bà con ở đây dọn. Đúng rồi. 36 tháng nghe thấy ham. Trời ơi, ba tuổi sư tử sao mà há miệng lớn dữ vậy ba? Nào, cháu Quý, cháu không có biết giá gạo bây giờ hả? Mỗi lần dọn à, mỗi lần bị mất mát. Nào là tiền cọc nè, rồi tiền nhà, đụng chút gì cũng tiền. Mình đã ở trên này mấy chục năm rồi, chỉ nói về tình cảm thôi. Chẳng lẽ chỉ đáng có bấy nhiêu thôi sao? Lần trước còn nghe nói luôn mình sẽ thay đổi chủ mới thì ba đã biết không ổn rồi. Lần này nhất định mình phải giành lấy quyền lợi. Đúng rồi, chú là người thay mặt cho tổ của mình. Theo chú lần này anh nói sao với nó đi? Là nó Đó, con còn nhớ người này không Quý? Người này á chính là ông chủ của công ty địa ốc nè. Hôm trước á má đã nói cái tướng thằng này là gian rồi mà. À, má không nhìn lầm chứ? Chính là người này á có ý đuổi mình đi đó. Chú Nghĩa à, vậy mình phải làm sao đây? Phải rồi. Làm sao nữa? Phải làm cho nó biết tay. Mình kéo cả đám lên văn phòng của nó, đòi hỏi cho thỏa đáng, để đài truyền hình phát thanh, báo chí đăng tin lên báo. Chú Nghĩa nói đúng, chú là tổ trưởng, chú cầm cờ đi đầu, chúng tôi theo sau ủng hộ để ăn thua với nó tới cùng. Đúng chú cứ làm như vậy đi. Nếu bà con đã tin tưởng tôi thì tôi không bao giờ từ chối. Mình sẽ kéo lên công ty đó, gặp chúng nó để hỏi. Đúng rồi. Nè, con nói một câu thôi. Nè, bây giờ mình bất ngờ kéo hết bà con lên đó chưa chắc nó chịu tiếp mình đâu. Hay là vậy đi ba, mình làm đúng đường, đi cho đúng luật, nhờ khu nghiệp viên tiếp xúc với nó đi ba. Chó con, mày tin người phải không? Gì? Bà con đã đồng ý giao cho ba việc này rồi mà. Thôi con sợ ba quá rồi, để ba đi một mình thì con lại không yên tâm. Thôi vậy đi, sáng mai con đi với ba. Nhưng mà ba nhớ, mình phải dùng cách êm xuôi để bàn bạc. Nhớ là đừng bao giờ để gây ra cảnh bạo lực, có được không? Tao lên nó để đòi quyền lợi chứ không phải đi đánh lộn. Phải nói giọng nha. Tránh giành quyền lợi. Tránh giành quyền lợi. Phải nói giọng nha. Phải nói giọng nha. Tránh giành quyền lợi. Tránh giành quyền lợi. Sao rồi ông Cao, công việc có trở ngại gì không? Yên tâm đi, không có gặp vấn đề gì. À, tôi đã có đặt sẵn một bàn toàn những món ăn Đài Loan. Cứ để lúc đó rồi mình vừa ăn vừa bàn công việc. À, tốt. Dạ chào ông Cao. Có chuyện gì không La? Tôi đi à. Họ đã kéo bậy kéo bè đứng ở dưới kìa. Họ phản đối mình, có ý tôi mua giải phẫu đó. Tính sao? Phản đối dọn nhà. Phản đối dọn nhà. Tránh giành quyền lợi. Tránh giành quyền lợi. Bồi thường thỏa đáng. Bồi thường thỏa đáng. Phản đối dọn nhà. Phản đối dọn nhà. Nè anh kia, cẩn thận chút đi trời. Không may chạy xe anh nhắm đời nổi không? Xin lỗi. Để ta dùng cái đi. Bồi thường thỏa đáng. Bồi thường thỏa đáng. Phản đối đánh cường. Phản đối đánh cường. Phản đối. Ủa sao Trần đi đâu rảnh vậy? Dạ thưa ông, hôm nay tôi không dựa vào tư cách là một người cảnh sát để đến đây gặp ông đâu. Tôi dựa vào một công dân Hồng Kông tới đây để gặp ông khiếu nại. Ông Kha, ông lên xe trước đi. Được. Giá cả bồi thường không phải là do tôi quyết định, còn phải tùy thuộc vào sở nhà đất quyết định nữa chứ. Nếu tôi đền mức giá đó mà bà con chưa thỏa đáng thì có quyền thương lượng với luật sư của tôi, vì tôi đã giao hết cho phòng luật sư xử lý rồi. Vậy tức là sao? Ông muốn nói luật pháp với chúng tôi phải không? Nếu hôm nay không nói cho rõ thì chúng tôi không đi đâu hết. Đúng rồi, không đi đâu hết. Ngoan cố, chúng tôi sẽ bắn. Đứng lại. Sao lại như vậy? Chúng tôi đã nhận được tin báo của ông. Hồi sáng nay đội hình sự đã bắt được người đã hăm dọa ông hôm trước. Chúng tôi đã tìm được quyển tạp chí này ở trong người anh ta. Cục cảnh sát đã nghi ngờ người này chính là hung thủ đã gài chất nổ. Người anh ta muốn giết không phải là bạn của ông, mà là ông. Là tôi. Tôi hy vọng là ông sẽ nhận ra được người này. Thank you.
là hắn. Tôi phải ra tòa để làm nhân chứng à? Ông Cao, ông là người bị hại của vụ án này, đồng thời cũng là nhân chứng duy nhất. Lời khai của ông rất quan trọng đối với tòa án. Khoan đã, tôi muốn biết người Tiều Châu này thuộc thành phần nào vậy? Anh ta là một tay giết mướn ở trong tập đoàn bên Tiều Châu có tên gọi Đảng Phi Long, là một trong những thành viên. Chúng tôi nắm rõ việc làm của Đảng Phi Long, có thể đem đến cho nhân chứng những điều bất lợi. Họ sẽ làm mọi cách để nhân chứng không thể ra tòa để làm chứng được, thì vụ thư kiện này sẽ bị hủy bỏ. Giết mướn à? Ừ. Nhưng tôi ở bên Tiều Châu làm ăn đúng đắn, không hề gây mâu thuẫn với những hạng người này. Ờ, không được đâu sếp à. Nếu như tôi ra tòa làm chứng thì tính mạng tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ông Cao, cứ việc yên tâm, phía cảnh sát chúng tôi sẽ cử đội bảo vệ nhân chứng bảo vệ cho ông. Đành vậy, nhưng mà ông Cao à, đội bảo vệ nhân chứng họ đều là những nhân viên tinh nhuệ của cục cảnh sát, sẽ bảo vệ ông 24/24 trong khu an toàn. Khu an toàn? Nhưng mà chuyện làm ăn của tôi biết là bao nhiêu, không lẽ bỏ ngồi trong nhà suốt ngày hay sao? Thôi vậy đi sếp Hoàng, tôi yêu cầu phải duy trì tối thiểu những công việc hàng ngày của tôi, đồng thời yêu cầu sếp giữ bí mật giùm cho tôi để tránh sự tai tiếng về việc buôn bán của tôi. Vậy tôi phải xin chỉ thị cấp trên, theo tôi nghĩ chắc là được. Chào. Ủa thì ra là tổ của anh ạ. Thật là đúng lúc, chọn đúng ngay tổ của cô. Ở đây có ghế trống nè. Tôi ngồi bên này được rồi. Hello. Chào. Tôi biết trước Madame nhất định là tuyển anh mà. Lâu nay Madame vẫn thích anh hơn. Là vì trước đây đã từng hợp tác cho nên mới chọn tôi thôi. Không phải đâu. Thời gian ở trong trại cậu biểu hiện tốt, không tuyển cậu thì tuyển ai? Thế Vinh đi rồi, bây giờ ai thế thì Vinh đi. Phải rồi Đức à, có biết là ai không? Im lặng. Chào các bạn. Chào Madame. Được, để tôi giới thiệu với mọi người. Trần Phú Quý. Chào các bạn. Anh Quý là đội viên mới của tổ. Mời anh vào chỗ ngồi. Dạ. Giấy phạt xe phóng ẩu bị chụp hình hôm nọ, không đóng phạt thì sẽ bị gấp đôi đó. Dạ thưa cậu ấm, hiểu chưa? Lần này chúng ta lại có dịp hợp tác, tất cả đội viên không thay đổi mà còn được tăng cường thêm. Tôi hy vọng trong công việc đừng để xảy ra vấn đề riêng tư. Lần này chúng ta bảo vệ cho một người đang có tiếng tăm trong xã hội hiện nay. Ông ta bị dính líu vào một vụ án giết người. Tôi tin hành động lần này nhất định sẽ gặp phải khó khăn. Mọi tư liệu đã được ghi rõ trong hồ sơ rồi. Hả?